Chào cô chú, chào anh chị và chào các bạn. Hôm nay thì Nhật Thanh đi vô bếp để làm món xôi lạp xưởng. Thì tay nghề á, có người nói mình là không có nấu ăn giỏi thì quay nấu ăn để làm gì. Nhưng mà thật sự ra thì cái đó là cái thích các bạn. Nhiều khi cái hay mình quay cho người ta coi á, cái đó là chuyện thường. Nhưng mà cái dở của Nhật Thanh á, quay cho các bạn xem á, cái đó điều đó rất là vui và nó hứng thú hơn là cái giống như là người ta dạy mình nấu ăn ngon bình thường, đó là chuyện bình thường. Nhưng mà cái vụng vặt của Nhật Thanh á, khi mà nấu ăn á, thì có lẽ rằng chưa có ai dám quay lên cái chuyện này đâu. Thì hôm nay á, mình làm xôi lạp xưởng. Thì lạp xưởng thì Nhật Thanh đã chiên và cắt sẵn rồi. Thì cái lạp xưởng á, mình cắt bự chứ mình không cắt nhỏ, tại vì cắt nhỏ khi trộn vô trong xôi á, thì nó mất tiêu chứ lại ăn nó không ngon á, nên mình cắt bự một chút. Chả lụa này á, thì mình mua chả lụa chiên rất là ngon, đặc biệt ở tiểu bang mình nó rất là hẻo lánh, nhưng mà có những cái món á, rất là đặc biệt các bạn, rất là đặc biệt, ăn rất là ngon. Cái chả lụa chiên này rất là ngon. Mình á, thường thường mình đi về Cali chơi hay là mình qua bên Texas thì á, hay mua chả lụa bên đó về để dành đông đá để ăn từ từ. Nhưng mà khi mình để dành đông đá ăn từ từ á, thì nó không có ngon nữa, lấy ra ăn nó rất là bở, nó không có ngon. Lúc ăn liền á, thì ngon các bạn, nhưng mà đông đá thời gian thì nó không có ngon. Nhưng mà chỗ của Nhật Thanh á, cái chả lụa chiên này nó ngon các bạn. Hành thì mình cũng cắt sẵn rồi, còn ha, tôm khô á, sau khi á, Nhật Thanh ngâm nước xong thì mình sẽ lấy cái tôm khô này mình xào sơ qua cho nó cái gia vị nó ngon thêm nữa. Rồi cái nước á, mình không có bỏ nha các bạn phải giữ cái nước để mình á, khi mình nấu xôi mình chan vô trong xôi á, thì làm cho cái xôi nó thêm ngọt hơn nữa. Bởi vậy cái nước tôm khô á, sau khi mình rửa tôm khô sạch mình ngâm, thì cái nước này các bạn nhớ đừng có bỏ nha. Và khi nấu xôi á, thì mình sẽ sử dụng một lon nước dừa. Nhật Thanh á, tính qua lấy nếp bỏ vô trong nồi á, nấu thì á, tự nhiên thấy cái lá các bạn, cái lá nó mọc cái trứng chuồn chuồn cỏ này, thì các bạn nhớ không? Cái trứng này nè, người ta thường gọi là bông hoa u đàm, nhưng mà thực sự nó là trứng chuồn chuồn cỏ nha các bạn. Tại vì bông hoa u đàm nếu mà thực sự á, thì rất là thơm, thơm lắm. Mà nhà Nhật Thanh á, thì mỗi năm á, Nhật Thanh thấy hay có lắm vào tháng 9, tháng 10. Tại vì á, con chuồn chuồn cỏ nó lựa vào cái thời tiết mát á, nó mới đẻ ra những cái trứng này. Và những cái trứng này á, con chuồn chuồn cỏ có lợi ích rất là nhiều nha các bạn. Mình có cái bài nói về cái con chuồn chuồn cỏ này, mình để cái link ở dưới thì các bạn á, coi cái phần miêu tả ở dưới á, thì mình để dưới các bạn xem. Thì nó rất có ích cho vườn tược của mình. Mà bây giờ tháng 7 trời rất là nóng, mà mấy bữa nay á, Nhật Thanh không hiểu tại sao xung quanh nhà mình trứng chuồn chuồn cỏ rất là nhiều, nó không có thể nào mà nó có bây giờ được. Và các bạn biết không, nếu mà nói từ năm ngoái còn lại thì không phải, tại vì cây rau lan, cây nho của mình á, tới mùa đông á, nó rụng hết lá, nó chết hết rồi, thì làm sao mà có hồi còn năm ngoái được. Thì cái này là chỉ là mới năm nay thôi, thì cái này là trứng của chuồn chuồn cỏ. Mà trời nóng vậy Nhật Thanh cũng không biết tại sao nó đẻ nữa. Các bạn thấy nè, cái này người ta hay gọi là bông hoa u đàm, nhưng mà Nhật Thanh nghĩ không phải đâu. Tại vì khi mà Nhật Thanh tới gần đứng hửi nó không có thơm là không có phải. Tại vì Nhật Thanh nghe nói rằng hoa u đàm rất là thơm, tuy rằng rất là nhỏ nhưng mà rất là thơm nha các bạn. Mà không thể nào mà hoa u đàm mỗi năm mỗi nở như vậy. Tại vì xung quanh nhà Nhật Thanh á, mỗi năm mỗi nở và có lần á, rất là nhiều, nhiều lắm. Thôi mình quay dốc, mà mình nói dốc với các bạn một chút xíu thôi. Mình nói chuyện tiếp, nói chuyện nấu xôi nha. Cái này là cái nước tôm khô nè các bạn. Mình sẽ lấy cái nước tôm khô này mình bỏ vào trong cái nồi nếp.
mình chan vô đây, mình trộn đều lên. Nhưng mà mình chỉ xài 2 muỗng thôi, còn bao nhiêu dư á, chút nữa để khi mà mình mở cái nắp ra nó thấy hơi khô thì mình dùng tiếp cái nước tôm khô này nè, mình chan vô nữa, chứ mình đừng chan hết một lượt thì nó sẽ trôi đi hết. Và Nhật Thanh sẽ bỏ nước cốt dừa vô các bạn. Nước tương vô nữa. Cái này mình chỉ nêm sơ thôi, chút nữa mình nêm lại. Trộn đều luôn, thường thường người ta trộn ở ngoài nhưng mà mình làm biến, làm chi 2-3 công đoạn dơ thêm cái thao. Nhật Thanh làm luôn trong nồi luôn. Sau khi trộn đều mình đẩy nó ra một bên, mình chừa cái lỗ chính giữa để cho cái hơi nó lên cho nó chín. Mà trước khi mình làm cái này, cái nồi các bạn phải chét sơ qua một chút xíu dầu để cho nó đừng có dính. Vậy là xong, mình hấp chừng khoảng 15 phút. Mình lại mình coi nếp nó chín như thế nào, rồi mình cho thêm một chút nước tôm khô vô, rồi nước tương, cho chút xíu đường vô các bạn, mình nêm lại cho gia vị nó ngon. Và mỗi lần mình cứ canh vậy mình tới mình coi. Phải nói rằng ở Louisiana này của mình nổi tiếng là về làm tôm khô nha các bạn, nổi tiếng lắm, làm tôm khô rất là ngon và rất là sạch. Tôm khô này mình chỉ mua cái size nhỏ thôi, tại vì mình làm xôi làm size lớn quá ăn cũng không ngon. Mình lựa size nhỏ mà các bạn thấy nó cũng rất là bự. Thôi mình bỏ vô nồi này luôn, mình xào. Con tôm khô này nó không chịu rớt các bạn. Lắc lắc nó cũng chưa rớt nữa. Mình cho chút xíu đường vô với chút nước tương vô, mình xào cho nó có một chút gia vị cho nó ngon thôi. Các bạn tưởng cái tôm khô này mặn, không có mặn đâu, tôm khô thì nó ngọt ngon lắm, nó không có mặn. Xào cho nó ráo nước chút xíu. Không có ai chỉ mình nấu xôi hết trơn các bạn. Mình chỉ học lén, mình thấy mỗi lần mẹ chồng qua bên đây, mỗi lần thăm hai vợ chồng á, rồi mình thấy mẹ nấu xôi, rồi mình nhìn xong mình tự nấu. Chứ nhiều khi mình không biết, cái mình gọi mình hỏi mẹ chỉ. Này lẽ ra nãy ha, Nhật Thanh chưa có chắc nước khô nè, nó còn đọng nước lại, nhưng mà không sao, nó mình xào hồi cái nó cũng ráo nước nè. Bởi vì Nhật Thanh nói cái hay các bạn ha chưa thấy, nhưng mà cái dở của Nhật Thanh các bạn thấy là các bạn thấy vui rồi. Mình hấp cũng được 15 phút rồi đó. Bây giờ mình cho thêm một chút nước tôm khô vô nữa. Nhìn cái màu xôi này là mình biết chắc rằng cái gia vị nó chưa có dừa đâu, nên mình cho thêm một chút xíu nước tương. Thêm một chút xíu nước cốt dừa vô nữa. Rồi trộn đều lên. Mình cho chút xíu đường vô. Mình hấp khoảng chừng 10 phút nữa. Rồi mình sẽ tới mình bỏ lạp xưởng, rồi bỏ xôi, rồi bỏ chả lụa vô. Tuy rằng nó chưa chín
Nhưng mà mình bỏ vô, các bạn biết tại sao mình bỏ vô không? Chút nữa Nhật Thanh cho các bạn biết. Bây giờ mình đóng nắp lại. Sau khi hấp thêm 10 phút nữa thì mình bỏ chả lụa vô, bỏ lạp xưởng, tôm khô, hành vô các bạn. Tại vì mình làm tuy rằng nó chưa chín hẳn nhưng mà mình bỏ vô như vậy là để khi mà mình trộn thì những cái chả lụa, lạp xưởng với lại tôm khô nó mới dính vô trong nếp thì nó mới ngon. Còn nếu mà mình để nó chín rồi mình trộn á thì nó rời rạc ra, nó rớt rời ra thì thấy nó không có ngon. Bởi vậy khi mà nó gần như là còn thí dụ 10 hay 15 phút nữa nó mới chín thì mình bỏ gia vị vô mình trộn thì nó mới dính chung với nếp. Có lẽ các bạn thấy cái nồi xoài của Nhật Thanh đồ ăn như lạp xưởng, tôm khô, chả lụa chắc quá trời luôn. Trong khi cái trong khi cái xôi thì nó ít, nhưng mà tại vì ở nhà mình làm vậy thôi chứ ở ngoài mình mà làm như vậy chắc mình bán mình ế, mình lỗ vốn luôn á. Xong rồi mình bỏ hành phi vô thêm nữa, mình bỏ vô hết một lượt luôn xong mình mới trộn lên. Dạo này mùa hè lẽ ra mình với các bạn ai cũng được đi chơi rất là thoải mái, nhưng mà bị cái vụ này rồi không biết khi nào mới hết chuyện cái bà Covid đây, chứ thấy mình đi đâu giờ cũng bất tiện hết, cũng không dám ngủ khách sạn nữa các bạn, đi đâu chơi cũng không dám ngủ khách sạn nữa. Cái này nó hơi khô rồi, mình sẽ cho thêm một chút xíu nước cho trong đây nữa. Cái này á, mình nấu ăn á, các bạn theo cái cảm nhận thôi chứ không có một cái công thức gì đâu. Cái này á, mình trộn đều lên xong mình hấp thêm 15 phút nữa là xong rồi. Làm vậy cho hết mấy cái thịt, mấy cái này nó dính vô trong cái nếp đó, nó mới ngon các bạn. Chứ ăn mình nó rời rạc ra mình thấy khi ăn nó không thích. Nhật Thanh không thích thôi chứ tùy theo các bạn. Đấy, mình cũng chừa một cái lỗ cho nó thoát hơi lên. 15 phút nữa. Vậy là Nhật Thanh á, nấu xong nồi xôi rồi đó cô chú anh chị các bạn. Thì Nhật Thanh sẽ nhắc xuống để cho nó ráo cái nước cho nó khô một chút xíu. Thì không biết cái tài của mình nó tới đâu thì để cho cô chú anh chị các bạn phê bình nhé. Thôi hẹn tất cả khi sau. Bye bye. Bye bye. Và mong rằng cái video này đem lại cái những cái niềm vui, không phải là chỉ cái nấu ăn không mà Nhật Thanh muốn đem lại những cái gì cuộc sống hàng ngày, những cái gì vui đến cho mọi người, chứ không phải là chỉ là nói cái chuyện nấu ăn không. Thôi bye bye. Bye bye mọi người nha. Bye bye.